Xin chào các bạn. Bây giờ thì mình sẽ review cái phụ kiện là cái bật lên xuống cái khu thao tác làm việc đó các bạn. Thì mình đi tổng quan nhé. Ở đây là cái phần phễu này. Thì chúng ta sẽ thấy là có 1, 2, 3, 1, 2 và 3. Đây các bạn. Này là bên tay phải nha. Đó. Mình sẽ đi một vòng qua bên này. Thì các bạn sẽ nhìn thấy. Ở trên cái xe bơm cần này nhé, thì nó có 5 miếng. Bên này có hai miếng này các bạn. Đó, được lên xuống. Mình sẽ đi vào chi tiết nhé. Đây các bạn sẽ nhìn thấy ở đây cái miếng này. Nó được đóng logo Everdam. Ở đây thì cái phần này nha các bạn. Là nó là bằng hợp kim, rất là nhẹ và nó có cái chống trượt này các bạn. Và ở đây nó được bắt này. Nó được bắt bằng những con lục giác ở đây. Thì đây là cái cần mà lên xuống của nó là như thế này. Các anh chị sẽ nhìn thấy cái hình đó này. Đó. Và được đóng logo Everdam như thế này. Chiều dài một ngang đây của mình là khoảng 20 phân. Thì đây nó khoảng 1,5 ngang, tức là cái miếng này nó khoảng 30 phân. Và cái hình dáng nó không phải vuông nha các bạn, mà cái dáng hình dáng này nó thiết kế. Đó, các bạn nhìn thấy. Rồi. Mình sẽ đi chi tiết vào bên này thì nó là một loại thôi. Đó, thì nó được lắp trên đây. Và ở đây thì tại sao mà nó nằm ở đây? Đây các bạn. Tại sao nó nằm ở phễu đây? Tại vì bên tay phải này, các bạn đi lên. Các bạn nắm ở trên cái này. Chân các bạn ở đây, được chưa? Mình nắm mình đi lên. Và sau đó thường thường là cái động tác của các bạn coi này. Các bạn sẽ đứng dựa ở đây và các bạn để chân ở đây và các bạn kéo cái phễu này này. Kéo lên. Đó. Thì ở đây nó có thêm một miếng để làm gì, để nó bảo vệ cái motor này các bạn, cái motor thủy lực này nó bảo vệ đây. Rồi, như vậy là mình đã review và đã quay sơ cho các bạn coi là cái miếng đệm lên xuống, cái bậc lên xuống trên cái khu vực thao tác, khu vực sàn thao tác ở trên chiếc xe bơm em bê tông Everdam. Rồi, thân chào các bạn.